Năm 2020, Blackpink tung đoạn clip giới thiệu tập cuối show thực tế 24/365 with Blackpink, cho thấy 4 thành viên đã có cơ hội tới thăm sở thú công viên Everland và tiếp xúc với những chú gấu trúc được nuôi dưỡng tại đây. Blackpink đã thử chăm sóc gấu trúc dưới sự giám sát của các quản lý, nhân viên vườn thú. Đặc biệt, họ được tiếp xúc trực tiếp và ôm ấp một chú gấu trúc con mang tên Phu Bao. Đoạn video này nhanh chóng thu hút được 2,7 triệu lượt xem trên YouTube với những phản ứng tích cực của người hâm mộ vì độ đáng yêu của các cô gái lẫn những chú gấu trúc. Thế nhưng mấy ai ngờ những khoảnh khắc được khen là dễ thương đó đã mang đến cho Blackpink những rắc rối lớn với cư dân mạng Trung Quốc. Theo cư dân mạng và quan chức Trung Quốc, các thành viên Blackpink đã gây nguy hiểm cho một chú gấu trúc con và vi phạm các quy định nghiêm ngặt. Do đó, cơ quan quản lý lâm nghiệp của xứ tỷ dân đang vào cuộc điều tra. Ngoài ra, CNET cũng chỉ trích nhóm vì vi phạm khá nhiều quy định khi chạm vào gấu trúc như có trang điểm, không đeo găng tay, dù họ có đeo, dùng nước hoa, có nuôi chó mèo, dễ lây bệnh tật từ chó mèo sang gấu trúc. Sở dĩ gấu trúc là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc đối với nhiều người ở Trung Quốc. Trung Quốc thường cho các quốc gia trên toàn thế giới mượn loài động vật này như một cách để tăng cường quan hệ ngoại giao. Phu Bao được sinh vào tháng 7 năm 2020 là kết quả của cặp gấu trúc khổng lồ đến Hàn Quốc từ tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2016 như một phần của chính sách ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc. Mặc dù được sinh ra tại Hàn Quốc, nhưng trên lý thuyết nó vẫn không thuộc quyền sở hữu của Hàn Quốc. Chính phủ Trung Quốc mới thực sự là những người sở hữu hầu hết những chú gấu trúc trên thế giới và các vườn thú chỉ đơn giản là thuê lại chúng. Chi phí cho mượn gấu trúc lên tới 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho các hợp đồng ngoại giao gấu trúc kéo dài 10 năm và các vườn thú ở nước ngoài phải trả thêm 400.000 đô la Mỹ cho bất kỳ chú gấu trúc con nào được sinh ra. Vì những chú gấu trúc tại Panda World của Everland đều thuộc về Trung Quốc, vườn thú bắt buộc phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của chính phủ nước này để bảo vệ chúng khỏi bệnh tật. Một trong những quy tắc này quy định rằng người của công chúng không được phép chạm vào gấu trúc hoặc tiếp xúc gần với chúng bằng bất kỳ cách nào. Theo cơ quan lâm nghiệp nhà nước Trung Quốc, việc cho phép những người không chuyên chạm vào gấu trúc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cho loài động vật này. Những chỉ trích ngày một lan rộng, vô số CNET vừa mắng chửi vừa đòi tẩy chay Blackpink. Thậm chí các trang ba lớn, fanbase tại Trung, của nhóm và của cả 4 thành viên đều lên tiếng yêu cầu YG giải thích, xin lỗi và xóa đoạn teaser tập phát sóng trên. Cuối cùng IG đã thật sự xóa đoạn teaser mới nhất có cảnh gấu trúc và kèm luôn thông báo hoãn chiếu tập cuối show 24/365 with Blackpink. Glad cho rằng vụ việc gấu trúc năm đó của Blackpink là do CNET cố tình gây chiến với nước bạn. Netizen nước nhà bênh vực 4 cô gái bằng cách tố cáo CNET đã vô cớ chỉ trích Blackpink trong khi trước đây từng có vô số người. Từ người nổi tiếng cho đến chuyên gia đều tiếp xúc với gấu trúc mà không đeo găng, có trang điểm vân vân. Bẵng đi một thời gian, sự việc năm đó cũng đã là câu chuyện của 4 năm trước. Những năm qua Phu Bao được người dân Hàn vô cùng yêu thương, dành tình cảm đặc biệt, còn được gọi là công chúa Samsung. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, Phu Bao đã chính thức chia tay Đại Hàn, rời công viên giải trí Everland, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và lên đường trở về Trung Quốc. Việc cô gấu trúc nổi tiếng này trở về Trung Quốc đã khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Mặc trời mưa to tầm tã, rất nhiều người hâm mộ đã tập trung bên ngoài để tạm biệt Phu Bao.